Vân ơi, mày nghĩ như thế nào về ngoại tình? Cắt cô nó. Cắt cô nó. Hằng ơi, mày nghĩ như thế nào về ngoại tình á? Ngoại tình hả? Phụ nữ á, cái giáo án thứ 6. Đàn ông mà ngoại tình á là phụ nữ nhìn cái biết liền. Mà phụ nữ ngoại tình, đố đàn ông biết được. Quyên nghĩ như thế nào về ngoại tình? Ngoại tình hả? Ủa chứ ngoại tình trong tư tưởng á, không phải là ngoại tình đâu. Đéo. Ngoại tình không đáng sợ. Điều đáng sợ là mình không tìm được lý do tại sao người ta ngoại tình thôi. Theo anh là vậy. Em có ngoại tình không? Em có ngoại tình không? Em lắc đầu mà. Tại vì em chưa có lý do để ngoại tình thôi. Ngoại tình hả? Người ta thường nói á, đàn ông ngoại tình là do bản năng hoặc là sinh lý gì đó. Nhưng mà con người là động vật cấp cao, nó hơn loài vật ở cái này. Và cái đầu anh là điểm nhấn. Đi đường quyền không? Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Tên thật làm tên thiên lý. Anh Hiếu ơi. Hả? Anh Hiếu nghĩ như thế nào về ngoại tình á? Ngoại tình hả? Dạ. Được. Gọi lý do gì chấp nhận được. Và khi mà đã ngoại tình rồi thì say goodbye. Nếu mà người ta thương mình á thì người ta không làm gì sai với mình đâu. Còn người ta đã làm gì sai với mình á thì cho đi luôn. Phải có một lý do gì đó người ta mới được ngoại tình. Và đã ngoại tình rồi thì không thể tha thứ. Mà không thể tha thứ thì em sẽ làm gì? Em sẽ buông bỏ cho người đó, thích làm gì thì làm, người ta đi. Người đi tìm cái kia giống như là một cái cư xử của Hoàng hậu Lan Phương. Viết một lá thư cảm ơn con Tứ Lây đó. Cảm ơn nó đã lấy đi gánh nặng cuộc đời em. Đó vì em chồng như là một gánh nặng vậy đó. Chứ giờ em chồng tương lai. Oh my god.